người giảng lão hòa thượng tình không mời mở quyển kinh tờ thứ 11 kinh văn hàng thứ ba hữu hữu thù thắng hành nguyện cập niệm huệ lực tăng thượng kỳ tâm kiên cố bất động tu hành tinh tấn vô năng du giả hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu phật a di đà tu hành ở nhân địa vào lúc này thân phận của ngài là một quốc dương xuất gia bái sư học đạo phía trước đã từng giới thiệu qua phẩm chất của ngài cao tài dũng triết ngay trong quá trình tu học đều siêu việt hơn đồng bạn của ngài hôm nay chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn. Hữu hữu Thù thắng hành nguyện Cập niệm huệ lực Tăng thượng kỳ tâm Thù Là đặc thù Siêu thắng Cũng chính là nói Đức hạnh của Ngài Hoàng nguyện của Ngài Siêu diệt hơn tất cả đại chúng cũng chính là siêu diệt tất cả bồ tát chỗ này chúng ta phải tường tận cũng phải nên học tập chư phật như lai đều phát ra đại nguyện khi còn ở nhân địa hiện tại chúng ta cũng phát ra đại nguyện ở nhân địa nguyện đã phát rồi có thể thực hiện được nguyện hay không việc này có vấn đề nếu như nguyện đã phát ra có thể viên mãn thực hiện tròn đầy thực hiện được một trăm phần trăm thì cái nguyện đó thù thắng nếu như nguyện tuy đã phát rồi cũng có thể làm được thế nhưng không làm được viên mãn cái nguyện này sẽ kém thù thắng rất nhiều phàm phu phật tử nguyện là ngày ngày phát hoàn toàn không thể thực hiện cho nên tu học làm sao có thể thành tựu Hành nguyện thù thắng của pháp tạng chỉ cái gì thông thường nói chính là tứ hoàng thầy nguyện nói riêng là phía sau phẩm thứ sáu đã nói ra 48 nguyện nguyện tuy là có 48 điều khi quy nạp lại vẫn là không thể siêu diệt Tứ hoàng thầy nguyện Cho nên tứ hoàng Là nói chung Bốn mươi tám nguyện Là nói riêng Bốn mươi tám nguyện Hiển thị rõ Ngài đã làm đến được Một trăm phần trăm Đây chính là chỗ Thù thắng của Ngài Điều thứ nhất trong tứ hoàng thầy nguyện Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ Chúng ta cũng phát ra cái nguyện này Thường hay ở ngay trong lúc cộng tu Ở ngay trong lễ sáng Chúng ta cũng đều niệm câu kệ tứ hoàng thầy nguyện niệm thì niệm rốt cuộc có phát huy được hay không việc này thì rất khó nói không thể nói chúng ta niệm thì đã phát rồi không hề đơn giản như vậy mỗi một người phát tình hình của mỗi một người phát ra không như nhau bạn làm đến được mấy phần trăm trong nguyện danh nói được rất rõ ràng chúng sanh vô biên không chỉ chúng ta cư trụ ở cái thành phố này cũng không chỉ một quốc gia này cũng không chỉ một cái địa cầu này Vô lượng vô biên là chỉ tận thư không khắp pháp giới. Chúng ta có được cái tâm lượng lớn đến như vậy không? Các đồng tu hiện tại đều có một số kiến thức khoa học. Biết được ngay trong Thái Không có rất nhiều tinh cầu Số lượng của tinh cầu Là không có cách gì tính đếm Mà ngay trong những tinh cầu này Quyết định Không phải chỉ có địa cầu Mà thôi Trên tinh cầu này có nhân loại cư trụ Gọi là có sinh vật cao đẳng Các khoa học gia tin tưởng tinh cầu có sinh vật cao đẳng cư ngụ số lượng vẫn là rất nhiều thế nên họ đã nói sinh vật cao đẳng chỉ hạn chế ở động vật thực vật mà ngày nay chúng ta gọi chỉ hai loại này Phật nói ra sáu đường với chúng ta Mà quan niệm của sáu đường Sự thật của sáu cõi Vào lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Cũng chính là nói Hai ngàn năm trăm năm trước Ấn Độ xưa Có rất nhiều tôn giáo cổ xưa họ đều thừa nhận họ đều khẳng định làm sao biết được đều là ở ngay trong thiền định sâu mà thấy được cho nên chúng ta biết được trong thiền định rất sâu đột phá được thời không thực tế mà nói ngày nay nhà phật chúng ta gọi là mười pháp giới rất giống trong khoa học gia đã nói mười loại không gian duy thứ khác nhau nên gọi là không gian ba độ không gian bốn độ không gian năm độ thậm chí đến không gian vô hạn độ khoa học gia hiểu được Biết được ngay trong vũ trụ Có cái hiện tượng này Thế nhưng hiện tại Vẫn không nghĩ ra phương pháp đột phá Vì thì do đây có thể biết Ngày nay quan sát của người thế gian Không luận dùng bất cứ dụng cụ khoa học nào Quán sát thái không Thực tế mà nói cũng chỉ có thể quán sát đến không gian ba độ nhiều nhất là quán sát đến không gian bốn độ lên trên nữa thì không thấy thì không thể dùng thiết bị khoa học mà có thể thấy được đây chính là nói hiện tại có rất nhiều truyền thuyết nói thấy được công cụ phi hành ngoài thái không người thông thường gọi là đĩa bay cũng phát hiện có rất nhiều tình huống thậm chí đến lời đồn còn có người thái không người ngoài hành tinh đã từng đáp xuống ở trên địa cầu chúng ta hiện tại thông thường trong các nhà sách báo chí đang tin về những việc này số lượng rất nhiều có phải chân thật có sự việc này không rất có khả năng có như địa bay ngay trong truyền thuyết đĩa bay là tôi chính mắt đã thấy qua tôi tin tưởng có thứ này tồn tại khi tôi thấy không phải chỉ có mình tôi bên cạnh tôi còn có rất nhiều bạn bè đồng thời đều xem thấy hơn nữa ngày thứ hai trên báo chí cũng đăng tin có rất nhiều người xem thấy những việc này nói rõ phàm hệ có thể thấy được người ngoài hành tinh đến địa cầu họ ở trong sáu cõi vẫn là thuộc về cõi người họ không phải cõi trời nếu như cõi trời người trời muốn đến thế gian này của chúng ta hà tất phải dùng công cụ giao thông còn phải dùng công cụ phi hành không cần thiết Họ còn phải dùng công cụ phi hành là cõi người, không phải là cõi trời. Vậy thì do đây có thể biết, ở trên kinh Phật nói với chúng ta, trời có 28 tầng. Đây là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là một đại thiên thế giới. Phật nói với chúng ta giống như đại thiên thế giới như vậy. Ở ngay trong thái không là vô lượng vô biên Không cách gì tính đến Trên kinh thường gọi là hằng hà sa số Nhiều thế giới đến như vậy Thực tế mà nói Bất cứ thế giới nào Cũng đều có chúng sanh Tại vì sao chúng ta có thể khẳng định như vậy ở trong kinh phật giảng cho chúng ta nghe một đạo lý chúng ta tin tưởng sâu sắc đối với đạo lý này cái đạo lý này là gì vậy y báo là từ chánh báo biến hiện ra điện tích của pháp tướng tông đã nói rất rõ ràng nói hình thành của pháp giới cái thứ nhất là một niệm bất giác mà có du minh từ du minh biến thành tam tế tướng tam tế tướng chính là nói nhân duyên sanh khởi của vũ trụ du minh nghiệp tướng từ trong vô minh nghiệp tướng sanh ra kiến phần do kiến phần lại sanh ra tướng phần tướng phần chính là cảnh giới tướng vậy thì làm sao có thể nói trên một tinh cầu người không có chánh báo ở nơi đó thì họ làm sao có thể xuất hiện y báo có nói thế nào cũng nói không thông hiện tại khoa học kỹ thuật nhân loại trên địa cầu này phát triển xem như có được thành tựu bước đầu con người chúng ta cũng đã lên được cung trăng rồi chứng minh trên cung trăng không thấy có người không hề thấy có người không hề thấy có súc sanh vậy thì trên cung trăng có quỷ cương ngụ không thì họ không hề xem thấy trên địa cầu chúng ta có quỷ cư ngụ thỉnh thoảng cũng có thấy được quỷ cũng có thần tiên cư ngụ địa cầu này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư ngụ ghi chép của triều nhà đường Đại Thánh Trúc Lâm Tự Núi Ngũ Đài Là đạo tràng của Bồ Tát Dân Thụ Đã từng có người gặp qua Các vị đọc Từ Bi Tam Mùi Thủy Sám Đọc đến Quốc Sư Ngộ Đạt Bị ghẻ mặt người cầu cứu với tôn giả Kanaka. Tôn giả Kanaka là A-la-hán. Đạo tràng của Ngài ở Tứ Xuyên. Ông có duyên gặp được Ngài. Sau khi trị hết bệnh, rời khỏi đạo tràng, khi quay đầu nhìn lại thì không thấy gì nữa, biến thành một mạng núi hoang. Cho nên chúng ta biết được, đạo tràng của Bồ Tát, đạo tràng của A-La-Hán, đạo tràng của Thiên Nhân, nơi cư ngụ của quỷ thần, con người chúng ta không nhìn thấy. Không thấy được, không thể nói không có. Ngày nay chúng ta có thể nói, trong cung trăng không có người. Không có động vật mà chúng ta biết chủng loại động vật rất là phức tạp có những động vật con người chúng ta không thể nhìn thấy cho nên chỉ có thể nói không nhìn thấy động vật là con người chúng ta quen biết nói không chừng còn có những động vật mà mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được cư ngụ trên những tinh cầu này Trong Dược Sư Bộ Nguyện Kinh Nói chúng ta nghe Bồ Tát Nguyệt Quang Bồ Tát Nhật Quang Không chỉ là trong cung trăng Có Bồ Tát cư ngụ Trong Thái Dương Cầu Cũng có Bồ Tát cư ngụ Loại cảnh giới này Cũng giống như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Bất tư nghị giải thoát cảnh giới Không phải phàm phu chúng ta Có thể tưởng tượng ra được Thế giới chi đại Vô kỳ bất hữu Chúng sanh Chủng loại Rất nhiều tộc loại khác biệt Cũng là vô lượng vô biên Câu tứ hoàng thị nguyện này Tất cả chúng sanh này Chúng ta đều phải phát tâm độ thoát Bạn nói xem cái tâm lượng này bao lớn Chúng ta ngày nay Sáu căn nhãn dị tị thiệt thân ý Có thể tiếp xúc được chúng sanh Chúng ta phải độ họ Không tiếp xúc được Chúng ta biết nhất định có không tiếp xúc được là năng lực của chúng ta chưa thể hồi phục chúng ta khẳng định họ tồn tại chúng ta tin tưởng lời của phật nói phật là chân ngữ giả thật ngữ giả phật nhất định tung có giọng ngữ hơn nữa lời của phật nói quyết không phải là thần thoại quyết không phải là lời dự đoán phật muốn chúng ta phải đem nó chứng thực từng cái từng cái ở trong tu hành là tính giải hành chứng phải đem lời của phật chứng minh chứng thật muốn chúng ta chân thật nhận biết tường tận hư không pháp giới tất cả chúng sanh hiện tại chúng ta có thể xem thấy cũng tốt không thấy được cũng tốt có liên quan mật thiết với chúng ta chúng ta quan tâm họ chúng ta thường hay nhớ nghĩ họ cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ trong cái tâm nguyện này bao hàm lấy tất cả chúng sanh tầng hư không khắp pháp giới cái chữ độ này ý nghĩa là gì dùng lời hiện đại mà nói quan tâm họ chúng ta dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm đại từ bi quan tâm tất cả chúng sanh thương yêu tất cả chúng sanh chúng sanh cần giúp đỡ mà nói chỉ cần sức lực của chính chúng ta có thể làm đến được nhất định phải đưa tay ra tiếp giúp nhất định phải giúp đỡ không có đủ sức để giúp chúng ta cũng phải chân thành chúc phúc cho họ đây là ý nghĩa của độ vì muốn giúp đỡ những chúng sanh này, trong Phật pháp thường nói Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Bạn xem thấy cái tâm nguyện này bao lớn, không bỏ sót một chúng sanh nào. Sự việc này chỉ có Phật mới có thể phân biệt được. Bồ Tát cũng không làm đến được viên mãn Chỉ có Phật mới có thể làm được viên mãn của hộ phạm phu chúng ta Cho nên Chúng ta phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh Trước tiên chính mình Phải tu thành Phật Đạo Tại sao vậy? đến được cảnh giới của phật. Trí tuệ của chúng ta. năng lực của chúng ta. hoàn toàn hồi phục. mắt của chúng ta mở ra. xa có thể thấy được hư không pháp giới. tận hư không khắp pháp giới. chúng ta đều có thể thấy được rõ ràng tường tận. Giống như trên kinh Phật đã nói, như đối một tiền, cũng giống như mặt đối mặt với người. Thấy được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy. Trên kinh nhất là nêu ra cự ly bao xa một tuần. Một tuần là người Trung Quốc chúng ta gọi là tám thước. Tám thước cự ly rất gần. Tôi ngồi ngay đây cùng cường đi của các vị không phải là 8 thước. Đại khái có khoảng hơn 20 thước. Bạn tưởng tượng xem gần như vậy đó không phải là thấy được rõ ràng sao? Thế giới cực lạc cách chúng ta mười dạng ức cõi nước Phật. Chúng ta thấy thế giới cực lạc cũng như ngay trước mặt. Hồi phục năng lực. Từ nơi nhỏ mà xem không cần dùng thiết bị khoa học chúng ta có thể xem thấy bàn ghế bày ra ngay trước mắt chúng ta mọi thứ mọi vật đều xem thấy nguyên tử điện tử hạt tử trong đó xem thấy nó đang vận hành ở trong đó đó là năng lực thấy của bạn được hồi phục công năng của mắt công năng của tai hồi phục ngày nay chúng ta gọi là sống âm thanh sống âm thanh về vũ trụ này cũng là vô lực vô biên chúng ta tưởng tượng ra được có thể lý giải Sống âm là do đâu mà có Do chấn động mà ra Chỉ cần có chấn động Thì có âm thanh Mức độ chấn động lớn nhỏ Không như nhau Thế là hình thành Sống dài ngắn Không như nhau Ngày nay lỗ tai này của chúng ta Ở trong rất nhiều Sống âm khác nhau Chỉ có thể tiếp nhận Một bộ phận rất là nhỏ hẹp Cao hơn âm này thì chúng ta không thể nghe được. Thấp hơn so với cái âm này chúng ta cũng không nghe được. Việc này mọi người đều có thể hiểu được, đều có thể lý giải. Nếu như năng lực nhị căn chúng ta hoàn toàn hồi phục rồi âm ba cực cao chúng ta cũng có thể nghe được rõ ràng cực thấp như kiến kiến nói chuyện ở trong tổ chúng ta cũng có thể nghe được rõ ràng tường tận nếu năng lực của bạn không thể hồi phục bạn làm sao có thể giúp tất cả chúng sanh cho nên hồi phục năng lực là việc lớn quan trọng nhất ngay trước mắt năng lực phải làm cách nào để hồi phục. Phật ở trên hoa nghiêm nói với chúng ta, kinh văn trong phật xuất hiện, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ như lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật chỉ cần một câu nói là đem gốc bệnh của chúng ta nói ra hết mỗi một người chúng ta đều có như lai, đều có trí tuệ của Phật Đà như vậy, đức năng như vậy, đức năng chính là tôi vừa rồi nêu ra tai mắt thông minh, mắt của bạn, đôi mắt có thể thấy được hư không pháp giới, lỗ tai cũng có thể nghe được hư không pháp giới. Làm gì phiền não như chúng ta ngày nay không dùng được gì? Lần này chúng ta diễn dạng ở đây Chúng ta biết được Hiện tại toàn thế giới Có rất nhiều người Vào ngay lúc này Đồng thời thu xem giảng kinh Của chúng ta Nhờ vào thiết bị khoa học Để phát sóng Vậy cũng là phiền phức Phật nói chúng ta có bản năng, không cần phải nhờ vào bất cứ thiết bị nào giúp đỡ. Chư Phật như lai giảng kinh ở bụng quốc của các ngài, chúng ta ở nơi đây có thể nghe được, có thể thấy được. Không những mắt chúng ta có thể thấy được, tai có thể nghe được, tai chúng ta cũng có thể sờ tới. còn có thể tiếp xúc được việc này chân thật là không thể nghĩ bàn đây là nói đức đã tướng đã tướng bạo. như trên đại kinh đã nói phật có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp mỗi người chúng ta đều đầy đủ Tại vì sao ngày nay thầy đều mất hết Việc này đúng như Phật đã nói Chúng ta làm sao mất đi vọng tưởng Chấp trước Ngay trong đó còn có một cái phân biệt Tỉnh lược rồi vọng tưởng phân biệt chấp trước Che mất đi năng lực của chúng ta chúng ta cũng rất rõ ràng có thể thể hội được mười pháp giới từ đâu mà có. Chúng sinh trong mười pháp giới đều là mê, đều không giác ngộ. Chỉ là mê có cạn sâu, không như nhau. Sáu cõi mê được sâu. Pháp giới bốn thánh mê được cạn. Chỉ là khác biệt này mà thôi. Pháp giới bốn thánh chưa kiến tánh. Việc này trên kinh nói được rất rõ ràng. Nhất định phải đột phá mười pháp giới Chứng được Pháp giới nhất chân Mới xem là minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cho nên chúng ta biết được Mười Pháp giới từ do đâu mà có Từ phân biệt chấp trước mà ra Có phân biệt Lại có chấp trước Là sáu cõi Có phân biệt Không có chấp trước thì không có sáu cõi này còn lại pháp giới bốn thánh thanh danh duyên giác bồ tát họ có phân biệt không có chấp trước nếu như phân biệt cũng không có vậy thì tốt rồi mười pháp giới không còn vào nhất chân nhất chân là pháp giới bình đẳng các vị nên biết mười pháp giới không bình đẳng Pháp giới nhất chân thì bình đẳng. Bạn có phân biệt thì bạn không kết gì vào được pháp giới bình đẳng. Cho nên phải đem phân biệt xả bỏ. Các vị đồng tu nhất định phải nên biết. Chúng ta xả tất cả chấp trước thì xả sáu cõi luân hồi. Tất cả chấp trước, không luận là thế pháp Phật Pháp. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, Pháp còn nên xả huống hồ phi Pháp. Nói với chúng ta, Phật Pháp cũng không thể chấp trước. Bạn chấp trước Phật Pháp vẫn là sai lầm. Phật Pháp có cần hay không? Cần. Không chỉ Phật Pháp cần, Pháp Thế gian chúng ta cũng cần cần không hề gì không được chấp trước không được phân biệt chỉ cần bạn liệt phân biệt chấp trước thế xuất thế gian pháp bạn liền thọ dụng tự tại bạn liền được đại tự tại chủ này đúng như trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta lý sự vô ngại sự sự vô ngại vốn dĩ không có chướng ngại chướng ngại đều là có ra từ vọng tượng phân biệt chấp trước. Bạn chưa đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lý sự có chướng ngại, sự sự có chướng ngại. Chỉ cần sau khi bạn đem những thứ này xả bỏ, thì sự sự không còn chướng ngại. Chúng ta ở trong Đại Kinh xem thấy như lai được đại từ tại kinh hoa nghiêm của nhà đường dịch hình dung ngài sư tử tần thân trong kinh hoa nghiêm của tấn dịch là sư tử phấn tốc đều là tỷ trụ ý nghĩa đại từ tại Vì thì do đây có thể biết, nếu như chúng ta không thể hồi phục trí tuệ đức năng của chính mình, cái nguyện này là không nguyện, không thể hiện thực. Bạn không có năng lực giúp đỡ người khác. Phải làm thế nào hồi phục năng lực của chính mình, Phật dạy chúng ta, đoạn phiền não cho nên nguyện thứ hai phiền não vô tận thì nguyện đoạn chủng loại phiền não thì quá nhiều nó không hết trong phật kinh nói tám dạng trần lao phiền não cái tám dạng này không phải tùy tiện nói thật có các vị ra xem Phật học đường điện tra xem giáo thừa pháp số tám dạng bốn ngàn phiền não chân thật là đem từng điều từng điều liệt kê ra thật có nhiều đến như vậy mà tứ hoàng thầy nguyện trong nguyện văn nói với chúng ta phiền não vô tận thầy nguyện đoạn còn nhiều hơn tám dạng bốn ngàn không chỉ là tám dạng bốn ngàn thì đoạn bằng cách nào nếu như bạn đem từng cái từng cái mà đoạn vậy thì quá phiền phức đó là phương pháp tu học rất hờ tổ sư đại đức thời xưa trung quốc dạy chúng ta trên thực tế đều là ở trên kinh phật đã nói tu hành phải tu từ cơ bản đoạn phiền não phải đoạn từ cơ bản việc này cũng như đốn cây vậy. bạn không cần đến cây này nữa, muốn bỏ đi cây này. bạn đốn cây bằng cách nào? trước tiên tước bỏ lá đi, sau đó chặt cành. bạn nói xem bạn có bao nhiêu phiền phức. người thông minh từ gốc bà đào lên thì lập tức nhổ đi. làm gì mà phiền phức đến như vậy? phiền não tuy là nhiều, nó có gốc. Gốc là gì vậy? Chính là vừa rồi mới nói. vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đây là gốc. Nếu bạn không biết vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, suốt cuộc là thứ gì? Phật rất cụ thể nói với chúng ta là tham sân si mạng vậy thì chúng ta bỗng nhiên hiểu ra thân kiến cái đầu tiên là thân kiến đem cái thân thể này xem thành ta chấp trước cái thân thể này chính là ta đây là căn bản của phiền não từ nhận biết sai lầm này sinh ra ngã tham ngã sân ngã si ngã mà thì phiền phức đến đều là do một chữ ngã cái ngã này là từ trong chấp trước mà sanh ra từ trong vọng tượng phân biệt chấp trước sản sanh ra là giả không phải là thật cho nên trên kinh kim cang phật nói vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng đó là lời nói chân thật với bạn. Phật nói những lời này, vậy có thân thể chúng ta trong đó hay không? Có. Phật đã nói, vô ngã tướng vô nhân tướng, cái tướng đó là cái tướng bạn phân biệt chấp trước. Là không có cái tướng đó, không phải không có cái thân tướng. Cái thân tướng này đang tồn tại. Mỗi một thân tướng đều đang ở đây vô ngã tướng là không phân biệt chấp trước cái ngã tướng không phân biệt chấp trước cái nhân tướng không phân biệt chấp trước tướng chúng sanh vì thọ giả tướng chính là ngày nay chúng ta gọi là quan niệm của thời gian cùng không gian thọ giả là chỉ thời gian thời không là quan niệm trừu tượng hay nói cách khác vẫn là từ ngay trong phân biệt chấp trước mà sanh ra không phải là thật phật dạy chúng ta lìa tướng là lìa cái tướng vọng tượng phân biệt chấp trước không phải là cái tướng hiện thực này của chúng ta vậy thì bà hoàn toàn sai lầm cái tướng này là như thế nào vậy trong tướng tông gọi là tướng phần của a la gia nếu như từ trong tánh tông mà nói duy tâm sở hiện đó là cái tướng duy tâm sở hiện Trên Kinh Bát Nhã nói Chư Pháp Thật Tướng Chính là nói cái này Đó là Chư Pháp Thật Tướng Cái tướng này không ngại sự Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Ngại sự là gì vậy? Ngại sự là dòng tượng phân biệt chấp trước Cái tướng đó của bạn Cái tướng đó ngại sự Cái đạo lý này thì rất sâu, rất rộng nếu nói tỉ mỉ thì thời gian tương đối dài. May mà phía sau hoa nghiêm còn có nói đến, hơn nữa được rất nhiều. vậy thì chúng ta từ chỗ này mà thể hội được đoạn phiền não nhất định phải từ gốc mà đoạn. Chủ này chúng ta thường nói Nhìn thấu buông bỏ Nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật Buông bỏ chính là buông bỏ vọng tượng phân biệt chấp trước Càng cụ thể hơn mà nói Buông bỏ tham sân si mạng Buông bỏ phải quấy nhân ngã vậy thì chúng ta trải qua đời sống chính là đời sống trí tuệ cao độ của chư phật bồ tát cho nên trước tiên bạn nhất định phải đoạn phiền não bạn không đoạn phiền não không có năng lực học phật pháp cho nên sau khi phiền não đoạn tận cái nguyện thứ ba gọi là pháp môn vô lượng thì nguyện học bằng học pháp môn thì rất đơn giản rất dễ dàng tại sao vậy trí tuệ khai rồi sau khi đoạn phiền não thì trí tuệ khai mở pháp môn vô lượng vô biên vừa tiếp xúc thì liền thông đạt các vị ở trong kinh vô lượng thọ ở trong kinh quán vô lượng thọ phật xem thấy được tình hình của thế giới tây phương cực lạc bạn xem thù thắng dường nào không chỉ phật a di đà ngày ngày giảng kinh nói pháp thế giới tây phương sáu trần đều nói pháp các vị đã nghe kinh hoa nghiêm nửa năm rồi ý nghĩa của sáu trần nói pháp phải nên có thể hiểu thêm một chút sáu trần thật nói pháp không phải là giả cây cối hoa cỏ tất cả dạng pháp không có thứ nào không nói pháp lại huống hồ mỗi một người đều có năng lực mỗi ngày thân cận mười phương vô lượng vô biên chư phật như lai bạn đi cúng Phật là bạn tu phước. Cúng Phật đương nhiên nghe Phật nói pháp. Nghe pháp là tu huệ. Thế giới Tây phương Cực Lạc là nơi chúng tốt nhất phước huệ sông tu. Đạo trạng tốt nhất, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật ngài khuyên chúng ta đến bên đó mười phương tất cả chư phật khuyến khích chúng ta đi đến thế giới cực lạc đạo lý chính ngay chỗ này tại vì sao không đi đến thế giới khác nhất định phải đến thế giới cực lạc thế giới tây phương cực lạc là nơi chốn để tu học tốt nhất nếu như nói đến các thứ khác có một số thế giới còn thù thắng hơn so với thế giới cực lạc thế giới cực lạc sẽ không so sánh được với thế giới đó thế nhưng nói đến giáo học học tập vậy thì bao gồm tất cả cõi nước chư phật đều không thể sánh được với thế giới cực lạc chúng ta phải biết được chân tướng sự thật này mới hiểu rõ ý nghĩa chân thật chư phật bồ tát khuyên bảo chúng ta giảng sanh thế giới tây phương cực lạc cho nên lúc này tu học liền nhanh thời gian rất ngắn thì hoàn thành trí tuệ cùng trí tuệ trên quả địa như lai không hề khác biệt cho nên sau cùng nói Phật đạo du thượng thể nguyện thành Đó là kết quả Tứ hoàng Bốn điều ở nơi đây lượt nói Bạn xem thấy Bồ Tát Pháp Tạng Làm thế nào đem áp dụng tứ hoàng thề nguyện Làm thế nào tu được viên mãn tứ hoàng thể nguyện đó chính là 48 nguyện Chúng ta học bộ kinh này Phải nhắm vào ngay chỗ này Chỗ này không được một chút mơ hồ nào Kinh văn chủ này Chỉ có một câu Thù thắng hành nguyện Hành cùng nguyện Nhất định phải hợp lại Có nguyện Có hạnh Nguyện ở phía trước Dẫn đường cho bạn Dùng hạnh để thực tiễn nguyện thực tiễn nguyện vọng của bạn nguyện vọng của bạn mới có thể đạt đến mới có thể viên mãn hy vọng các đồng tu phải tỉ mỉ mà tư duy tỉ mỉ mà thể hội chúng ta ở ngay trong đời sống hiện thực phải nên làm thế nào dụng tâm phải nên làm thế nào tu hành nhất định phải phát nguyện phải có thể xả mình vì người pháp tạng có thể mãn nguyện Chính là nhờ vào cái nguyên tắc này mà làm Pháp tạng xây dựng thế giới Tây Phương cực lạc Xây dựng đạo tràng này Có phải chính mình hưởng phước Cung cấp cho tất cả chúng sanh Mười phương thế giới chỉ cần ưa thích ở nơi đây đều hoan nghênh bạn đến tu học cái phước báo này mọi người cùng hưởng chính ngài không hưởng ngày nay chúng ta học phật tu học tịnh độ thù thắng đến như vậy Tu học tịnh độ Chính là học Phật A-di-đà Chúng ta có giống A-di-đà Phật hay không? Mỗi ngày chỉ ít phải hỏi vài lần Ta có giống Phật A-di-đà không? Không giống Phật A-di-đà thì không được Vậy thì bạn là giả, bạn không phải là thật Nhất định phải giống như Phật A-di-đà làm thế nào để giống Lúc trước tôi đã nói qua rất nhiều lần Phải đem bộ kinh này Từng câu từng chữ Làm cho được Thì bạn liền giống Phật A-di-đà Bộ kinh này chính là Phật A-di-đà Cho nên chúng ta phải thật tin Phải có thể lý giải Phải y giáo phụng hành không phải đọc cái nguyện của phật a di đà là y theo cái nguyện đó của phật a di đà chúng ta phải phát nguyện phát ra cũng giống như cái nguyện của ngài tu cũng giống như cái hạnh của ngài vậy mới giống như phật a di đà có được hai ba phần giống vậy thì bạn quyết định giảng sanh bạn có thể tu được tám chín phần giống thượng thượng phẩm giảng sanh đây là chúng ta phải nên nỗ lực câu phía sau cũng rất là ý nghĩa cập niệm huệ lực thực tế mà nói câu đầy là nói cơ bản hành môn của chúng ta ngũ căn ngũ lực chủ này nói huệ lực là nói năm lực căn có lực năm căn chỉ nói đến niệm huệ Ngoài ra ba cái kia tỉnh lượt đi Tính, tấn, niệm, định, huệ Đem tính, tấn, định Ba cái chữ này tỉnh lượt đi Ý nghĩa là viên mãn Quyết không có sót mất Bởi vì kinh văn này Đem một câu bốn chữ Đó là cái đẹp của dân tự Ý nghĩa rất viên mãn Trên dân tự có tỉnh lược Chúng ta phải biết Thế nhưng Bạn nghĩ đến ngũ căn ngũ lực Thì bạn cần phải biết Ba mươi bảy phẩm trợ đạo Phía trước còn có tứ niệm xứ niệm xứ chúng ta có hay không niệm xứ là trí tuệ cũng là nhìn thấu mà chúng ta nói Tứ niệm xứ là dạy cho chúng ta bốn loại quan niệm chính xác. Ngày nay chúng ta tu hành. Các đồng tu thường nói công phu không có lực. Nền tảng của chúng ta chưa chắc chắn thì công phu của bạn đương nhiên không có lực. Không có lực là gì không buông bỏ được Tại vì sao không buông bỏ được Không nhìn thấu Phật dạy chúng ta phải bắt đầu học từ đâu Bắt đầu học từ tứ niệm xứ Tứ niệm xứ cái thứ nhất là Quán thân bất tịnh Đây là bước đầu vào cửa Chính là làm cho chúng ta đối với thân kiến này Tuy là chưa thể đoạn dứt Cái chấp trước này phải giảm nhẹ Vì thì có tiến bộ Từ quán thân bất tịnh Dùng phương pháp này giảm nhẹ ngã chấp Cẩn dịch Vòng cư sĩ Địa chỉ email Vòng cư sĩ cầu com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật